Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là Radio Tâm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp tổ chức Banco Pharmaceutico. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 9, tại Đại Thánh Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 200 thành viên của tổ chức Banco Pharmaceutico, một tổ chức do một nhóm dược sĩ trẻ thành lập vào năm 2000 nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc cho người nghèo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói: ai sống trong cảnh nghèo đói thì nghèo đói về mọi thứ, kể cả về thuốc, sức khỏe của họ dễ bị tổn thương hơn. Đôi khi người nghèo không được điều trị vì thiếu tiền hoặc vì không được tiếp cận với một số loại thuốc nhất định. Về mặt đạo đức, nếu một bệnh có thể được điều trị bằng thuốc, thì thuốc phải được cung cấp cho tất cả mọi người, nếu không sẽ tạo ra bất công. Trên thế giới, vẫn còn nhiều người, nhiều trẻ em đang chết vì họ không được chữa trị như ở các nơi khác. Tới đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những nguy hiểm của toàn cầu hóa thờ ơ. Để chống lại điều này, Đức Thánh Cha đề nghị toàn cầu hóa việc điều trị, nghĩa là khả năng tiếp cận những loại thuốc có thể cứu sống nhiều người. Để làm được điều này, theo Đức Thánh Cha cần một nỗ lực chung, có sự tham gia của tất cả mọi người. Cụ thể, các nghiên cứu khoa học luôn tìm kiếm các giải pháp mới cho các vấn đề cũ và mới. Các công ty dược phẩm cần hỗ trợ nghiên cứu và định hướng sản xuất, có thể đóng góp một cách quảng đại vào việc phân phối thuốc công bằng hơn. Về phía chính quyền, qua các lựa chọn lập pháp và tài chính, cần xây dựng một thế giới công bằng, trong đó người nghèo không bị bỏ rơi. Đề cập đến đại dịch, Đức Thánh Cha nói: kinh nghiệm đại dịch mà chúng ta đang trải qua cho thấy, bên cạnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe khiến gần 1 triệu người đã chết, đang có một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tạo ra những người nghèo và những gia đình không biết làm thế nào để tiến lên, trong khi các hoạt động hỗ trợ bác ái đang được thực hiện, trong đó có việc chống lại sự nghèo về dược phẩm, đặc biệt việc phổ biến các loại vaccine mới trên thế giới. Sẽ rất buồn nếu việc ưu tiên cung cấp vaccine được dành cho những người giàu nhất, hoặc nếu vaccine trở thành tài sản của quốc gia này hay quốc gia kia, và nó không dành cho tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên về những hoạt động dành cho người nghèo mà họ đang thực hiện. Ngày thu gom dược phẩm là một ví dụ quan trọng cho thấy lòng quảng đại và chia sẻ tài sản có thể cải thiện xã hội của chúng ta như thế nào và làm chứng cho tình yêu thương gần gũi mà tin mừng đòi hỏi chúng ta. Đức Hồng Y Krajewski thay mặt Đức Thánh Cha chia buồn với cộng đoàn và cầu nguyện cho cha Majestini. Vatican. Cũng sáng ngày 19 tháng 9 trong thánh lễ an táng cha Roberto Mancini tại nhà thờ chính tòa Como, Đức Hồng Y Konkra Krajewski đã đại diện Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm và hiệp nhất trong nỗi đau và kinh nguyện với gia đình cha Roberto, với cộng đoàn giáo xứ nơi cha phục vụ và với những người khốn khổ mà cha phục vụ cho đến giây phút cuối. Cha Roberto Majestini bị một người nghi là bị tâm thần đâm chết hôm 15 tháng 9 vừa qua. Vào cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã gửi lời chào của Đức Thánh Cha đến cộng đoàn. Tôi gửi đến anh chị em lời chào và ôm hôn huynh đệ của Đức Thánh Cha. Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài hiệp nhất với chúng ta trong lời cầu nguyện. Đức Hồng Y nói tiếp, ngay khi tin tức về cái chết của cha Roberto truyền đến Vatican, trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã lặp lại những lời của Đức Giám Mục của anh chị em, những lời xuất phát từ trái tim của người mục tử nhân lành và khẳng định: tôi ngợi khen Chúa về chứng tá, nghĩa là về cuộc tử đạo của cha Roberto, một nhân chứng của lòng bác ái đối với người nghèo nhất. Đức Thánh Cha ở cùng chúng ta và hiệp nhất với nỗi đau và lời cầu nguyện của gia đình của cha Roberto, hôn lên đôi tay của họ, Ngài hiệp nhất với các tín hữu của giáo xứ, với các anh em nghèo khổ mà cha để hết lòng phục vụ cho đến ngày cuối cùng và với cộng đoàn giáo phận Como. Cha Roberto đã chết, vì thế cha đang sống, tình yêu không bao giờ chết, ngay cả với cái chết. Nhắc lại lời tin mừng, không có tình yêu nào trọng đại cho bằng cái chết vì bạn hữu của mình. Đức Hồng Y khẳng định, chúng ta không thể là Kitô hữu tận căn nếu trang tin mừng này không trở thành của chính chúng ta. Cha Roberto đã kết hợp lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và cuộc đời mình. Lạy cha, xin cho ý cha thể hiện, xin cho danh cha hiển thánh, chứ không phải là danh con. Xin cho vương quốc cha hiển trị, chứ không vương quốc của con. Đức Hồng Y nhấn mạnh,
Trang tin mừng này đề cập cách đặc biệt đến các linh mục của chúng ta, những người phải sống tin mừng tinh tuyền, phải lan tỏa hương thơm của Chúa Giêsu bất kỳ nơi nào chúng ta đến. Số tiền quyên góp được vào cuối thánh lễ sẽ dùng cho việc bác ái của Đức Thánh Cha và cho người nghèo của giáo phận. Ký kết hợp tác mới về chống tham nhũng tại Vatican. Vatican, hôm 18 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh đưa tin cha Juan Antonio Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh và tiến sĩ Alessandro Cassini Riccini, Tổng kiểm toán viên, đã ký một biên bản mới về cuộc chiến chống tham nhũng. Phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định, hai cơ quan của Tòa Thánh sẽ cộng tác chặt chẽ hơn nữa trong việc xác định những nguy cơ tham nhũng và thực hiện hiệu quả các quy tắc về tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh các hợp đồng công của Tòa Thánh và của quốc gia thành Vatican mới được phê duyệt. Nhận xét về biên bản ký kết, ông Alessandro Cassini Riccini nói, đây là một hành động cụ thể cho thấy ý muốn của Tòa Thánh trong việc ngăn ngừa và chống hiện tượng tham nhũng bên trong và bên ngoài quốc gia thành Vatican, điều đã đem lại những kết quả quan trọng trong những tháng vừa qua. Cha Guerrero nhấn mạnh, cuộc chiến chống tham nhũng, ngoài việc thể hiện một bổn phận đạo đức và một hành động công lý, còn cho phép chống lãng phí trong thời điểm khó khăn hiện nay, khó khăn đặc biệt ảnh hưởng đến những người nghèo khổ, như Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến. Tháng 6 vừa qua, luật về đấu thầu và hợp đồng đã được Đức Thánh Cha thông qua, nhắm đặt tới một sự quản trị hữu hiệu hơn các tài nguyên của Tòa Thánh và tránh sự phí phạm cũng như tránh tham nhũng. Luật đấu thầu gồm 86 điều khoản về sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh liên quan đến các hợp đồng công của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Còn luật thứ hai có 12 điều khoản về việc bảo vệ quyền tài phán của Tòa Thánh trong những trường hợp tranh chấp kiện tụng. Vào tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha đã phê duyệt quy chế mới của Văn phòng Tổng Kiểm toán, quy chế tăng cường chức năng cho Văn phòng Tổng Kiểm toán trở thành cơ quan chống tham nhũng. Tổng thống Syria trả lại một cơ sở cho dòng Francisco ở Aleppo. Aleppo. Một cơ sở ở Aleppo, trước đây là Holy Land College, trụ sở của dòng Francisco phụ trách thánh địa, nằm ở phía bắc Syria, đã chính thức được nhà nước Syria trao trả cho các cha dòng Francisco, tỉnh dòng Thánh Paulo. Trong một lá thư đề ngày 8 tháng 9, được phổ biến và đăng trên tài khoản Facebook, cha Firas Lutti, giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Paulo, bao gồm các tu sĩ tại Syria, Liban và Jordan, đã thông tin về việc chính phủ hoàn trả lại cơ sở cho dòng. Cha Lutti mô tả cơ sở là nơi đã đóng một vai trò quan trọng kể từ khi nó được thành lập như một ngôi trường trung học, một ngôi trường nơi nhiều bác sĩ, kỹ sư, nhân vật của nhà nước và xã hội dân sự đã tốt nghiệp. Cha nói tiếp rằng, khi các trường học bị quốc hữu hóa bởi chế độ Syria, thì cơ sở này tiếp tục giữ một vị trí quan trọng cho sự hiện diện của Kitô hữu ở Aleppo, đặc biệt là nhờ các hoạt động mà Trung tâm Giáo dục Kitô thực hiện. Cha cũng cho biết thêm, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến đất nước thân yêu, các tu sĩ dòng Francisco đã chào đón vào cơ sở của họ, các gia đình tuyệt vọng đang cần một nơi đón tiếp có thể mang lại một chút ổn định và hy vọng trên đất của họ và di sản văn hóa của họ. Hàng trăm trẻ em từ Aleppo đổ xô đến tu viện mỗi ngày, nơi mà ngày qua ngày đã trở thành ốc đảo của tình yêu, những cuộc gặp gỡ và hòa bình. Khi cơ sở được hoàn trả, cha Lutti tin rằng các tu sĩ Francisco có thể thực hiện một cách hiệu quả hơn sứ mạng phục vụ người dân Syria bị chiến tranh, dịch bệnh và đau khổ mọi mặt. Cha cũng xin Chúa ban ơn cho Tổng thống Bashar Hafez al-Assad bởi vì ông đã trao tặng món quà quý giá này đối với tất cả tu sĩ Francisco. Hiện nay có 15 tu sĩ Francisco đang làm việc tại Syria. Các giáo xứ ở những vùng bị chiến binh tháng 9 chiếm đóng vẫn tiếp tục hoạt động nhờ dấn thân mục vụ của các ngài. Các giám mục Anh đau buồn về số ca phá thai kỷ lục. Anh Quốc. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, các giám mục bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì số ca phá thai được đăng ký ở Vương quốc Anh lên đến con số kỷ lục. Theo dữ liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội công bố vào tháng 6 vừa qua, trong 6 tháng đầu năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, bao gồm cả thời gian phong tỏa, đã có 109.836 ca phá thai tại Anh và xứ Wales, tăng hơn 4.000 ca so với cùng kỳ năm 2019. Các giám mục nói, thật vô cùng thất vọng khi rất nhiều bà mẹ cảm thấy họ không thể tiếp tục mang thai. Và chúng ta mong muốn rằng các phụ nữ nhận được sự hỗ trợ thực sự mà họ cần để sinh con, bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào.
Đây là con số ca phá thai cao nhất từng có ở Vương quốc Anh, nơi phá thai đã được hợp pháp kể từ năm 1967. Theo viện Iona, tổ chức đề cao vai trò của gia đình trong xã hội và gọi cuộc khảo sát là gây sốc, có nghĩa là cứ 3 trường hợp các trẻ em được sinh ra thì có một em bị phá bỏ. Giáo hội Úc hướng đến tháng truyền giáo. Sydney, trong tinh thần hướng đến tháng truyền giáo, ban giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo và cơ quan truyền giáo công giáo Úc đã thực hiện một video We Are Still Here, chúng tôi vẫn ở đây, mục đích kết nối những gương mặt và những trải nghiệm truyền giáo hiện diện ở hơn 25 quốc gia trên thế giới với nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Video được lấy cảm hứng từ những lời của Đức Thánh Cha và là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu, được phát động như một phần của các hoạt động của tháng 10, tháng truyền giáo, và theo tinh thần của Chúa Nhật Thế giới truyền giáo ngày 18 tháng 10 tới đây. Tháng 10 truyền giáo là thời điểm mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới cùng nhau hỗ trợ và cử hành công cuộc truyền giáo của giáo hội. Cha Brian Lucas, giám đốc quốc gia của cơ quan truyền giáo Công giáo Úc giải thích, theo nghĩa này, truyền giáo Công giáo cùng với mạng lưới quốc tế của các hội giáo hoàng truyền giáo ở bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Cha Brian Lucas nói, năm nay, chiến dịch tháng truyền giáo của chúng tôi tập trung vào Campuchia, đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ. Đức cha Enrique Figueredo Anva González, người đứng đầu phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang, Tây Bắc Campuchia, là một trong những người hơn 20 năm qua hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể, Ngài đã đồng hành và tạo cơ hội học tập và trưởng thành cho người khuyết tật. Đức cha Figueredo và cha Rajesh Lobo là một trong số hàng ngàn gương mặt của sư vụ, góp phần loan truyền sứ điệp địa phương với tác động toàn cầu. Chúng tôi vẫn ở đây, nhưng từ đơn giản để an ủi cuộc sống của một số cộng đoàn những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, đối mặt với tác động tàn phá của cuộc khủng hoảng toàn cầu do COVID-19 gây ra. Với video We Are Still Here, chúng tôi vẫn ở đây, các hội giáo hoàng truyền giáo quảng bá sứ điệp về sự gần gũi và gây quỹ đang nhanh chóng trở thành lời kêu gọi quốc tế được các nhà truyền giáo Công giáo trên khắp thế giới sử dụng. Giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Úc kết luận, chỉ năm từ chúng tôi vẫn ở đây đã tạo thành một sứ điệp đơn giản có tác động lớn. Chúng tôi muốn nói rằng những người khó khăn nhất vẫn được cung cấp hỗ trợ vật chất, tinh thần và mục vụ tốt nhất có thể. Trong thời điểm khẩn cấp toàn cầu hiện nay, những người truyền giáo từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục cống hiến cuộc sống cho cộng đoàn của họ, sống và làm chứng cho tin mừng và tình yêu của Chúa Kitô trong sự phục vụ người khác. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Dấn thân của Đức Thánh Cha thời hậu đại dịch COVID-19. Quý vị thính giả, còn 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Assisi vào chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 10, áp lễ kính Thánh Francisco để ký và công bố thông điệp mới của Ngài với tựa đề Fratelli Tutti, tất cả anh em, về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội. Văn kiện giáo huấn cấp cao này sẽ được chính thức công bố lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10 giờ Roma. Đây sẽ là thông điệp thứ 3 trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco sau thông điệp Lumen Fidei viết chung với Đức Giáo Hoàng Bính Đức 16 và công bố năm 2013. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại trong một nền sinh thái toàn diện. Văn kiện này chắc chắn sẽ vang vọng lớn trên thế giới như thông điệp Laudato Si cách đây 5 năm. Trong những ngày qua, đã có những bài báo dự đoán nội dung thông điệp sắp công bố dựa theo tựa đề của thông điệp, bắt đầu bằng sự trích dẫn Thánh Francisco, để suy tư, nhấn mạnh tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội là điều hết sức cần thiết trong xã hội hoàn vũ thời hậu đại dịch. Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Trong thời gian này, lập trường giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco còn được phổ biến qua 2 cuốn sách phỏng vấn dài và 3 diễn văn quan trọng. Dường như qua những sinh hoạt này, Ngài muốn trình bày cho thế giới biết điều Ngài nghĩ, cách Ngài nhìn thế giới và đâu là cách thức thế giới nên hành động trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.
Thực vậy, ngoài thông điệp như văn kiện chính thức có cuốn sách tựa đề Terra Futura, Trái đất tương lai, các cuộc đối thoại với Đức Giáo hoàng Francisco về sinh thái học toàn diện. Đây là cuốn sách ngài viết chung với ông Carlo Petrini, 71 tuổi, một ký giả và là người sáng lập cách đây 30 năm tổ chức tên là Slow Food, thực phẩm chậm, một tổ chức chuyên bảo vệ nền văn hóa và các truyền thống nấu ăn địa phương. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm đại sứ đặc biệt của tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Âu Châu để tiêu diệt nạn đói. Trong cuốn sách này, ông cùng với Đức Giáo Hoàng ủng hộ một nền sinh thái học toàn diện, tôn trọng và chăm sóc trái đất, cũng như tất cả những người sống trên đó, cổ võ công lý cho con người và bảo tồn thiên nhiên. Sách này được xuất bản vào đầu tháng 9. Rồi sau ngày thứ Ba 22 tháng 9 này, Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp video nhân dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ nói về việc biến cuộc khủng hoảng virus corona này thành cơ hội để xét lại các chính sách kinh tế, chính trị và văn hóa môi trường. Ngài sẽ giải thích cách thức lợi dụng cuộc khủng hoảng này để mưu ích cho nhân loại và trái đất. Vì đại dịch, khóa họp cấp cao năm nay của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra dưới dạng trực tuyến. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các đại biểu cũng ở dạng video. Từ khi đại dịch COVID-19 được xác nhận hồi trung tuần tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã dùng các bài huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ban đầu dưới dạng trực tuyến và gần đây trong các buổi tiếp kiến trực tuyến để nói về các nguyên tắc đạo lý xã hội công giáo có thể được áp dụng để giúp thế giới phục hồi khỏi đại dịch để mưu ích cho con người và môi trường. Tiếp đến, ngày 15 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra hội nghị về Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục. Đức Thánh Cha rất ủng hộ dự án này và sẽ gửi sứ điệp video. Sau đó, ngày 22 tháng 11 sẽ diễn ra sinh hoạt nền kinh tế Francisco tiến hành dưới dạng trực tuyến và Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn trong biến cố này. Lẽ ra cuộc gặp gỡ này sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm nay tại Assisi, miền Trung nước Ý, quê hương của Thánh Francisco, với sự tham dự của hơn 2.000 kinh tế gia và doanh nhân, trong đó có 41% là phụ nữ đến từ 35 quốc gia, nhưng rồi bị hoãn lại lần thứ nhất từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm nay tại Assisi, rồi bị hoãn lần thứ hai đến tháng 11 năm tới 2021. Sau cùng, ngày 1 tháng 12, sẽ xuất bản một cuốn sách phỏng vấn dài Đức Thánh Cha dành cho ký giả Austin Iveridge, 54 tuổi, một ký giả công giáo người Anh với tựa đề Chúng ta hãy mơ ước, con đường dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Người ta nhận thấy trong thời gian ra khỏi tình trạng giới nghiêm, Đức Thánh Cha Francisco càng muốn tiếng nói của Ngài được lắng nghe. Trong số những lần Ngài lên tiếng vừa liệt kê trên đây, chắc chắn thông điệp Fratelli Tutti sẽ là văn kiện chính thức và quan trọng nhất, kiến mốc từ linh đạo Thánh Francisco Assisi. Vì thế, Đức Thánh Cha muốn ký văn kiện này cạnh mộ thánh nhân. Cha Pietro Messa, dòng Francisco, đã chia sẻ những trực giác cho thấy Đức Thánh Cha đã lấy hứng từ Thánh Francisco như thế nào. Tình huynh đệ sẽ là chất keo nối kết các chủ đề trọng yếu trong giáo huấn của Đức Thánh Cha. Đó là cần xây dựng lại hệ thống kinh tế và làm cho nó bớt tệ hại hơn đối với những người nghèo nhất. Nhấn mạnh đến việc săn sóc thiên nhiên, công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Giúp đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bắt đầu là những người di dân. Tầm quan trọng của tôn giáo trong việc phổ biến ý niệm bất bạo động. Có người đặt câu hỏi, tại sao Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng ồ ạt như thế trong lúc này? Những thứ thông tin như vậy dường như quá tải, nhất là về một số vấn đề. Theo ký giả Andrea Gagliarducci trên trang mạng Thứ Hai Vatican, chuyển đi ngày 14 tháng 9 vừa qua, trước tiên có thể là vì Đức Thánh Cha thấy đây là lúc thuận tiện để lên tiếng. Tình trạng giới nghiêm đã giúp cơ hội suy tư sâu rộng, vì đây là một cuộc ra khỏi loạt sinh hoạt thông thường và vì Đức Giáo Hoàng đã tận dụng tình trạng này để sắp xếp các tư tưởng của Ngài. Thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco đến giữa một loạt các diễn văn khác. Loại văn kiện này sẽ đánh dấu đặc điểm triều đại giáo hoàng của Ngài. Thứ hai, vì Đức Thánh Cha Francisco đang tiến hành ý tưởng cải tổ. Trong số mới xuất bản,
Bán Nguyệt San là Civita Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên. Linh mục chủ nhiệm Antonio Spadaro giải thích rằng cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco trước tiên nhắm đến cải tổ tinh thần và chỉ sau đó mới cải tổ cơ cấu. Sau 7 năm, chương trình cải tổ giáo triều Roma của Đức Thánh Cha vẫn đang còn chờ đợi văn kiện chung kết là tông hiến mới để thay thế tông hiến Basto Bonus ban hành cách đây 32 năm dưới thời Đức Gioan Phaolô II. Song song với việc đó, Đức Thánh Cha đang đẩy mạnh việc cải tổ tinh thần trong cộng đồng nhân loại rộng lớn và thời điểm đại dịch giúp đẩy mạnh tiến trình này. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội phải thiết lập những cây cầu và đối thoại với thế giới tân tiến. Cha Spadaro cũng đặt câu hỏi, động lực thúc đẩy của triều đại giáo hoàng này còn hay hết rồi? Cha đáp, nó vẫn chưa cạn và nếu ai nghĩ khác thì họ chưa hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc cải tổ mà Đức Thánh Cha nhắm tới. Động lực ấy không cạn, nhưng chúng ta thấy sự thay đổi nhịp bước của triều đại giáo hoàng với những cuộc tông du bị ngăn cản. Đức Giáo Hoàng có thể tìm những hình thức khác để thông truyền tư tưởng của Ngài, và đó là lý do ta thấy những hoạt động truyền bá của Đức Thánh Cha có vẻ ồ ạt hiện nay. Sự chú ý bây giờ xoay sang các ý tưởng của Ngài, chứ không phải về cách cai trị của Ngài. Không thở được nên sức khỏe của ông kém lắm, ra vào bệnh viện thường xuyên. Bức thư ấy bắt đầu với những dòng này. Bố ơi, đã mấy năm nay rồi, bố phải gồng mình chống chọi với bệnh tật. Sức bố yếu đi nhiều. Trải qua đợt mổ tim rồi lại phải gồng mình lên với những cơn ho mãn tính, cùng với những cơn ngạt không thở được, mắt cũng mờ đi. Bố cũng đã nhiều lần nhắc nhở chúng con rằng
hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Không biết khi nào thì Chúa gọi bố về. Con biết bố luôn sẵn sàng, nhưng bố à, Chúa có kế hoạch dành riêng cho bố, cho mẹ và cho hết mọi người. Mong bố con mình luôn cậy dựa vào Chúa, bố nha. Con nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi mẹ hay các anh bị ốm mà có bố ở nhà thì con yên tâm lắm. Lúc ấy con tin bố ở đây thì mọi chuyện đều ổn hết. Giờ đây cũng với suy nghĩ ấy, bố đang bị đau bệnh, xin Chúa đến ở cùng để an ủi và nâng đỡ bố, để mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Là một trong 7 người con của bố mẹ, lại là đứa con gái rượu, nên con luôn được bố ưu tiên hơn các anh. Các anh hay bị đòn, nhưng bố lại chưa bao giờ đánh con. Bố chỉ hơi khó tính với con mà thôi. Con vẫn nhớ ngày kia, bố không cho con đi chơi với bạn nhiều. Con mà đi đâu đến 8 giờ tối chưa về là bố xách xe đi tìm con liền. Chắc là bố lo cho con gái bé nhỏ của bố dễ bị gạt. Ấy thế mà khi lớn lên, con lại là đứa đi xa bố mẹ nhất. Ngày con lấy chồng xa nửa vòng trái đất, bố không đưa con ra sân bay, mà bố nằm ở nhà khóc ròng. Đó là con nghe các anh kể vậy. Con biết bố thương con nhiều lắm. Rồi sau bao sóng gió trời Tây, con đưa được bố mẹ qua sống với con. Nhưng con lại một lần nữa đi xa bố mẹ. Chắc hẳn ngày đó bố mẹ buồn con lắm. Con xin lỗi bố mẹ, con cũng chẳng muốn thế đâu. Rồi thì chuyện gì cũng qua đi. Bố mẹ cũng quen với cuộc sống mới, xa quê hương, xa con cháu. Nay bố mẹ có mấy anh ở gần bên, con cũng yên tâm hơn một chút. Từ ngày dịch bệnh corona đến, hãng hết việc, cuộc sống bố mẹ khó khăn hơn. Nhưng có Chúa định liệu, vẫn ổn phải không bố? Mặc dù ở xa nhưng con luôn hướng về bố mẹ. Từ khi con có con đã hiểu lòng bố mẹ hơn. Con thương yêu, lo lắng cho con của con chừng nào thì bố mẹ cũng thương yêu con nhiều như vậy. Qua đó con cũng nhận ra Chúa còn thương bố mẹ, thương gia đình mình nhiều hơn gấp bội. Sắp đến ngày sinh nhật 65 tuổi của bố, con cùng với các anh chúc bố nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Chúng con xin lỗi bố mẹ vì nhiều lần chúng con sống chưa tốt đã làm bố mẹ buồn lòng. Giờ này chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn bố mẹ đã luôn là chỗ dựa vững chắc, là nơi bình yên cho chúng con tìm về. Xin dâng lên Chúa gia đình lớn của bố mẹ, anh chị em con cháu chúng con. Con luôn nhớ bố kể, ngày đó bố mẹ cưới nhau không nhẫn cưới, cũng chẳng có hình cưới. Vậy mà sau 45 năm, bố mẹ có 7 người con, kèm thêm 4 con dâu con rể, thêm 9 đứa cháu. Gia tài thật to Chúa ban, và bố mẹ đã sinh lời gấp nhiều lần. Con xin tạ ơn Chúa. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Hãy subscribe.
bạn đang nghe bài hát Cầu cho cha mẹ 2 của nhạc sĩ Francisco do ca sĩ Vi Anh trình bày. Kính thưa quý thính giả, bức thư này thực ra được gửi tới Radio Tâm Ca ngay trước ngày sinh nhật của ông vào tháng 8. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp quá mà ban biên tập chúng tôi không thể kịp phát sóng bức thư này. Và khi liên lạc lại với chị, thì chị có hồi đáp, miễn sao bức thư này được gửi tới người bố kính yêu của chị là được. Vâng, và chúng con, những người làm chương trình xin kính chúc ông được tràn đầy ơn lành của Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ ông trong những tháng ngày đau bệnh này. Xin người chữa lành thể xác và nâng đỡ tâm hồn của ông ạ. Radio Tâm Ca xin cảm ơn chị Nhiên Hương đã gửi bức tâm thư này đến chương trình. Thật tiếc vì không thể phát bức thư này đúng vào dịp sinh nhật của ông cụ như mong ước của chị lúc gửi thư tới chương trình. Chị còn chia sẻ thật dễ thương là tuần nào chị cũng chờ để nghe Radio Tâm Ca hết. Cảm ơn chị đã trở thành khán giả trung thành của chương trình. Radio Tâm Ca cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotomka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.